Chúng ta đến với phần cuối cùng của bài học, các loại mệnh đề quan hệ. Cô có hai ví dụ sau. The boy that she's talking to is my cousin. Cậu con trai, người mà cô ấy đang nói chuyện cùng, là em họ của tôi. Peter, who is my best friend, has won the lottery. Peter, người là bạn thân nhất của tôi, vừa mới trúng xổ số. Trước tiên, các em hãy xác định mệnh đề quan hệ trong hai câu này. Chính xác. Và đây lần lượt là ví dụ của mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Hai loại mệnh đề quan hệ này khác nhau về cách dùng và đặc điểm như sau. Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ chưa xác định đứng trước nó. Còn mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đã xác định đứng trước nó. Các em thấy ở đây danh từ the boy là chưa xác định. Nếu người nói chỉ nói the boy thì người nghe, người đọc không thể hiểu được đối tượng đang được nhắc đến là ai. Còn ở đây, danh từ Peter là đã xác định. Đây là tên riêng. Vậy, dù không có thông tin trong mệnh đề quan hệ này, thì người nghe vẫn xác định được Peter là ai. Về đặc điểm, trong mệnh đề quan hệ xác định, chúng ta có thể dùng được tất cả các đại từ quan hệ, bao gồm đại từ quan hệ that. Ở đây, thay vì whom hoặc who, chúng ta có thể dùng that. Tuy nhiên, trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta không được sử dụng that. Như trong ví dụ này, chúng ta chỉ có thể sử dụng who mà không được dùng that. Tiếp theo, các em thấy mệnh đề quan hệ xác định không được phân cách với phần còn lại của câu. Tuy nhiên, trong mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta dùng dấu phẩy để ngăn cách với phần còn lại của câu. Để phân biệt giữa hai loại mệnh đề quan hệ, các em cùng làm bài tập sau nhé. Như vậy, để phân biệt giữa mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định, chúng ta có thể dựa vào đặc điểm về hình thức. Mệnh đề đó có được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy hay không? Hoặc chúng ta có thể dựa vào danh từ mà nó bổ nghĩa. Nếu như danh từ đó đã xác định, thì mệnh đề quan hệ là không xác định và ngược lại. Các em lưu ý, nếu đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định và phía trước không có giới từ, thì chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ. Ví dụ, the book which I liked was a detective story. Cuốn sách, cuốn mà tôi thích là một chuyện trinh thám. Trong ví dụ này, đại từ quan hệ which đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định. Phía trước không có giới từ. Vậy ta có thể bỏ which và ta được câu như sau. The book I liked was a detective story. Các em hãy vận dụng kiến thức vừa rồi và xác định giúp cô câu nào trong những câu dưới đây mà chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ. Như vậy, trong câu 2 và câu 4, đại từ quan hệ đều đóng vai trò là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định và phía trước không có giới từ. Bởi vậy, chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ trong hai trường hợp này. Cuối cùng, chúng ta cùng làm một bài tập sử dụng mệnh đề quan hệ để nối hai câu. Đối với dạng bài tập này, các em cần làm theo các bước. Thứ nhất, xác định danh từ được lặp lại. Ví dụ với câu 1, danh từ được lặp lại đó là Nick và him. Him ở đây thay cho Nick. Tiếp theo, các em cần xác định đại từ quan hệ. Ở đây, him đóng vai trò làm tân ngữ chỉ người thay cho Nick. Vậy, đại từ quan hệ chúng ta có thể sử dụng đó là whom hoặc who. Chúng ta không sử dụng that bởi vì danh từ Nick đã xác định. Vậy, mệnh đề quan hệ của chúng ta sẽ là mệnh đề quan hệ không xác định, không dùng that.
Bước cuối cùng, chúng ta đặt mệnh đề quan hệ ngay sau danh từ nó bổ nghĩa. Và cô được câu như sau. This morning I met my cousin Nick, whom or who I hadn't seen for ages. Tương tự với câu 2, danh từ được lặp lại đó là a story và it. Thì ở đây it đóng vai trò làm chủ ngữ, chỉ vật. Vậy chúng ta có thể sử dụng which hoặc that. Và cô viết lại câu như sau. The story which or that he's reading was written by Jack London. Tương tự, các em hãy nối các câu sau sử dụng mệnh đề quan hệ. Như vậy, các em đã nắm chắc những kiến thức trọng tâm về mệnh đề quan hệ và các dạng bài tập thường gặp với nội dung kiến thức này. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo của olm.vn.